Ta muốn thách đấu với ngươi. Nè nè. Hả? Buổi kiểm tra đã hết rồi mà sao các cậu còn chưa về đây? Sao đỏ kìa, mau đi thôi. Đi qua. Các cậu nữa, ở đây làm gì? Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành học viên của học viện Cool Galaxy. Nhớ đừng vi phạm nội quy nha. Dạ, dạ em nhớ rồi. Cậu kia mới dừng lại đó. Cậu có nhanh cách mấy cũng không vượt qua được xe điện Cool thần tốc của tôi đâu. Sao chị ấy lúc nào cũng ngầu vậy ta? Ngưỡng mộ quá đi. Chị ấy thật cá tính trên xe điện Cool thần tốc. Wow, thích quá đi. Từ giờ mình sẽ học ở đây sao? Không biết là hôm nay mình sẽ học cái gì ta? Mà nếu mình có siêu năng lực rồi thì tại sao còn phải đi học vậy ta? Hay mình sẽ học cách nói chuyện với người ngoài hành tinh nhỉ? Học cách chiến đấu chứ. Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ trái đất. Không biết các hành tinh khác trông như thế nào nhỉ? Em tò mò quá đi. Ôi da. Đứng lại đó. Trả sữa trái cây Cool cho mình. Đồ chậm chậm. Không được chạy quá tốc độ. Hả? Tại sao hai đứa lại chạy đua ở trong trường học vô cùng nguy hiểm? Lỗi là tại Max cướp sữa trái cây Cool của con. Mong trả đi. Max à, hành động của con như vậy là không phù hợp. Bà là ai mà la tôi? Đủ rồi. Ông ngoại. Ở đây ta là hiệu trưởng, không phải ông ngoại con. Con đã sai thì phải biết nhận lỗi. Sẵn ta giới thiệu Mama Bay và Papa Bự sẽ là Cool Mentor cho các con. Hả? Xin lỗi các con vì ta phải giải quyết sự cố. Kể từ hôm nay, ta và Mama Bay sẽ trực tiếp hướng dẫn các con. Mọi người phải cố gắng nha. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu một chút về nhau đã nha. Ai muốn lên trước nào? Con. Xin chào các bạn, mình là Chớp Chớp. Mình đến từ trái đất, quê hương của sữa Cool. Mình có thể chạy rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn ta. Em là Tám Túc, thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp. Em có thể trò chuyện với thiên nhiên nhờ bông hoa này. Năng lực mới của em là điều khiển gió, nhưng em chưa thành thục lắm. Thôi thôi, chán quá đi. Mình là Sophie, đến từ hành tinh Cool Smart, nơi ở của các trưởng lão thông thái. Mình có thể giao tiếp bằng rất nhiều ngôn ngữ hành tinh khác nhau. Bảo bối của mình là Sento màu Cool đa sắc. Thế năng lực của cậu là gì? Là sự thông minh đó. Vậy thì đâu phải là năng lực. Con hiểu nhầm rồi. Đâu phải sức mạnh thể chất mới là năng lực. Tri thức là một loại siêu năng lực tuyệt vời nhất mà vũ trụ ban tặng cho chúng ta. Mình là Fia, mình đến từ Cool Magic. Mình có mang theo quạt Cool phi hành gia và bình nước Cool đa năng. Con có muốn nói gì thêm không? Dạ không ạ. Đến lượt ta. Con xin lỗi, con tới trễ. Hả? Con xin lỗi, sáng nay do mãi lựa trang phục đi học nên con mới tới trễ. Nhưng chúng ta có đồng phục học viện Cool Galaxy mà. Con phải mặc vào chứ. Ý, con quên, con sẽ rút kinh nghiệm. À, sẵn đây, mình xin giới thiệu. Tớ là Unique, tới từ hành tinh Cool Lato, là thiên đường của nghệ thuật và sáng tạo. Bữa nào các cậu ghé phòng mình chơi, mình sẽ cho các cậu xem bộ sưu tập thời trang của mình. Ta là Max, ta đến từ Cool Meta, là hành tinh tân tiến bậc nhất trong Cool Galaxy. Ta mạnh, ta nhanh và ta có thể bay. Hỗ trợ ta là xe điện Cool thần tốc. Chúng ta có một thử thách rất là quan trọng cho các con.
các con sẽ thiết kế bộ trang phục chiến binh siêu phàm và bảo bối mới của riêng mình. Đúng vậy, trang phục chiến đấu vô cùng quan trọng. Nó là nhận diện của các con, giúp cho các con tự tin hơn và hỗ trợ các con khi thực hiện nhiệm vụ. Đó là trang phục chiến binh Queen siêu phàm của Ba Ba Bự và Mama Bay sao? Ngầu quá đi! Và chúng ta sẽ làm bài tập này theo nhóm. Yeah! Em thích được chung nhóm với chị Sophie lắm. Hả? Okay. Tại sao ta lại chung nhóm với Chớp Chớp? Mình cũng không muốn như vậy chút nào. Các con có 5 ngày để hoàn thành bài tập này. Nhóm chiến thắng sẽ được cộng điểm. Hợp tác tốt nha. Trái đất lạc hậu như vậy thì làm sao có thể chế tạo ra được bảo bối kia chứ? Nè, đừng có chê bai trái đất của tôi. Ở trái đất có nhiều thứ mà cậu còn chưa biết đến đâu. Vậy ta với ngươi thực hiện một giao kèo. Ai thua sẽ rời khỏi học viện. Được thôi, ta đồng ý. Các hành tinh khác đều sở hữu những công nghệ hiện đại, nhưng mà trái đất mình chẳng có gì cả. Trời ơi, tại sao mình lại đồng ý kia chứ? Sao buồn bã chết chết? Uống một hộp sữa trái cây Cool bị cam cho sảng khoái đi nào. Cảm ơn IA. Sở hữu ngay xe tô màu Cool đa sắc với 33 cây bút tô màu đa dạng trong mỗi xe, chỉ có 36 thẻ quà Cool.